Xin chào mọi người, mình là Hoàng. Hôm nay mình sẽ trình bày về chủ đề kiến trúc của một ứng dụng ở trên Web 3.0. Web 3.0 chính là những cái nền tảng blockchain như kiểu Ethereum, Near, Polkadot mà các bạn vẫn quen thuộc. Thì bài trình bày của mình sẽ tập trung vào nền tảng Ethereum, nhưng mà các cái nền tảng khác như là Solana hay là Near thì cơ chế của nó cũng tương đối là giống, thì cũng có các thành phần như các cái thành phần mình sẽ trình bày. Thì mọi người có thể chỉ cần nắm được là từ trong blockchain Web3 architecture nó sẽ có những cái thành phần như này là được. Ok, thì để bắt đầu thì mình sẽ nói qua một chút về kiến trúc của những ứng dụng ở trên Web 2. Thì chắc hẳn là nhiều bạn ở đây là cũng đã từng làm một cái web app ở trên ở Web 2.0 rồi. Thì như các bạn cũng biết thì nó sẽ có, cơ bản là sẽ có một số thành phần quan trọng nhất, ví dụ database để lưu dữ liệu, backend để lấy dữ liệu từ database ra và gửi cho frontend, và cuối cùng là frontend sẽ sử dụng cái dữ liệu đấy để hiển thị ra cho người dùng và cho phép người dùng tương tác ngược để update lại các dữ liệu trong database. Thì ngoài ba thành phần chính quan trọng nhất này ra thì nó sẽ có thể có một số cái thành phần phụ có thể cần, ví dụ như là cache là để lưu tạm dữ liệu lại để giúp cho việc truy xuất nó nhanh hơn. Queue là kiểu một cái cơ chế hàng đợi, ví dụ như là khi cái server của bạn quá nhiều cái request đến thì nó sẽ cho vào queue để xử lý dần dần. Và một cái nữa cũng không nhất thiết phải có, đấy là một cái search engine, ví dụ như kiểu là Elasticsearch chẳng hạn. Thì web 2.0 thì nó sẽ như thế này. Vậy thì web 3.0 nó sẽ có khác biệt gì? Thì ở slide này mình sẽ, các bạn có thấy một cái hình, sẽ để mình bật cái presentation này lên cho nó to. Đấy, thì ở cái slide này các bạn có thể thấy với web 3.0 ấy thì các thành phần quan trọng nhất gần như là vẫn như vậy. Đầu tiên là mình sẽ có một cái Ethereum blockchain. Thì cái cục Ethereum blockchain này nó sẽ là bao gồm, nó sẽ tương tự với cả backend và database như ở Web 2.0. Thì tức là nó sẽ làm cái việc là xử lý logic và lưu dữ liệu. Cả hai cái này thì cái Ethereum, cục Ethereum blockchain này nó sẽ xử lý luôn. Cái backend của Web 2.0 ấy thì nó sẽ tương tự với cả smart contract ở trên Ethereum Virtual Machine. Còn dữ liệu, những cái dữ liệu quan trọng ấy, thì nó sẽ được lưu vào trong blockchain luôn thông qua các block. Còn cái cơ chế cụ thể lưu xuống phía dưới ở blockchain dùng các cái thứ như kiểu Level DB, Merkle Tree thì mình sẽ tạm thời sẽ không trình bày ở trong cái bài này bởi vì nó khá là phức tạp. Cái phần còn lại của Web 3.0 đấy chính là frontend. Thì frontend sẽ kết nối với smart contract và giúp cho người dùng có thể tương tác với cả blockchain, gửi giao dịch hoặc là làm một hành động gì đấy, ví dụ như là vote hoặc đơn giản chỉ là một cái hành động gì đấy như kiểu là swap token qua lại thôi. Đấy, thì kiến trúc Web 3.0 đơn giản nhất thì nó sẽ có như vậy, có frontend và kết nối đến smart contract, lưu dữ liệu vào blockchain. Tiếp theo thì chắc là các bạn cũng sẽ có một câu hỏi là làm sao mà cái code frontend ấy có thể giao tiếp được với cả smart contract không? Thì nó sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên đấy là mình sẽ là frontend code sẽ gửi transaction đến một cái node. Và cái node này nó sẽ
broadcast transaction, broadcast tức là gửi transaction này đến tất cả các nốt còn lại trong blockchain thông qua cơ chế gossip. Thì cái cơ chế gossip là gì thì nó cũng khá phức tạp, thì mình cũng sẽ không trình bày trong bài này. Và đến bước thứ ba là một cái miner thì sẽ chọn cái transaction của bạn và thực hiện nó. Cuối cùng khi mà có được cái kết quả cuối cùng rồi ấy, thì nó sẽ lại gửi tất cái kết quả đấy đến tất cả các cái nốt còn lại trong network để xác thực, để chứng nhận là cái transaction của bạn đã được thực thi và lưu vĩnh viễn trên blockchain. Thế thì để mà làm được cái việc này ấy, thì frontend sẽ phải gửi transaction, đúng không? Thì để gửi transaction lên blockchain ấy, thì mình sẽ có hai cách. Một là mình sẽ setup một cái node của riêng mình và chạy cái phần mềm Ethereum blockchain. Thì cái phổ thông nhất hiện giờ theo mình biết thì là vẫn là cái Go Ethereum, thì là một cái client của Ethereum viết bằng Go. Cách thứ hai là mình có thể dùng node mà được setup sẵn bởi một mấy cái đơn vị như kiểu Infura hoặc là Alchemy. Thì cũng giống như việc là khi mà các bạn deploy một cái web app lên lên server thì cũng không nhất thiết là các bạn phải tự mua máy chủ rồi tự setup server, đúng không? Mà là các bạn sẽ thuê của một trong một số đơn vị như kiểu là DigitalOcean hay là AWS hay là Google Cloud. Đấy thì hai cái bên Infura và Alchemy này thì cũng các bạn có thể hiểu tương tự như vậy. Nó sẽ giúp các bạn là không phải setup một cái node để kết nối đến blockchain. Đấy, thì ở sang cái hình này các bạn có thể, bây giờ mình lắp thêm một cái phần nữa, chính là cái nhiệm vụ của những cái ông như kiểu Alchemy và Infura ấy, thì nó gọi các cái ông đấy là provider. Thì cái luồng, cái flow ở trong cái trường hợp, ở trong cái trường hợp này sẽ là frontend ấy, muốn làm gì, muốn tương tác với cả smart contract ấy, thì đều phải gửi transaction hoặc là lấy thông tin về từ các cái node provider này thông qua giao thức JSON RPC. Và các cái node provider này sẽ làm cái nhiệm vụ là broadcast cái transaction đấy hoặc là lấy thông tin từ blockchain về cho frontend. Cái mảnh ghép tiếp theo của cái kiến trúc này ấy, thì đầu tiên là mình sẽ phải trả lời một câu hỏi. Thế thì nếu mà gửi transaction lên ấy, thì làm sao mà mình chứng thực được cái transaction đấy là của mình gửi lên? Thì ở trong Web3 architecture, kiến trúc Web3 ấy, thì bạn sẽ cần phải sử dụng một cái gọi, tạm gọi đơn giản là cái ví. Thì có nhiều kiểu ví, là MetaMask hoặc là ví cứng như kiểu Ledger, Trezor. Thì cái mục đích phải để dùng ví ấy, là để ký cái transaction, ký cái giao dịch của bạn để có thể chứng thực cái giao dịch đấy là phát sinh từ bạn chứ không phải là từ ai khác. Đấy, trong cái hình này thì bạn có thể nhìn thấy cái, các bạn có thể nhìn thấy cái mảnh ghép tiếp theo được gắn vào. Đấy chính là cái signer hay là cái ví MetaMask ấy. Thì frontend khi mà muốn đọc dữ liệu từ trên blockchain về ấy, thì nó chỉ cần đọc trực tiếp qua node provider thôi. Nhưng mà khi frontend muốn thực hiện một cái transaction, tức là ghi vào blockchain ấy, thì đầu tiên nó sẽ phải ký qua cái ví. Trong trường hợp này cụ thể nói với MetaMask cho nó đơn giản, thì nó sẽ phải ký cái transaction đấy dùng cái phần mềm MetaMask. Sau đấy thì cái, sau khi đã được ký rồi ấy, thì nó sẽ được gửi lên node provider và mới được broadcast ra cho toàn hệ thống. Ok, thì đến phần này thì sẽ là gần như là sẽ tương tự với cả cái web 2.0 kiến trúc đơn giản có 3 thành phần: frontend, API rồi database ấy.
thì đến đây là gần như là nó sẽ tương tương đồng với cả cái cơ chế như vậy ở Web0. Tiếp theo thì đến một cái phần nữa, đấy là storage. Storage là như kiểu là lưu trữ. Thì mình một người hoàn toàn có thể lưu trữ mọi thứ dữ liệu của họ ở trên blockchain, ví dụ Ethereum. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề là để lưu trữ được tất cả mọi thứ trên blockchain như vậy, ví dụ như một cái full album ảnh của bạn trên blockchain ấy, thì nó cực kỳ đắt. Bởi vì là cái dữ liệu đấy phải được lưu trên mọi nốt ở trong hệ thống. Và mỗi lần lưu như vậy thì nó sẽ tốn một cái khoản phí giao dịch. Thì cơ bản là cái việc lưu như vậy rất là đắt. Thì vậy nên là người ta mới sinh ra một cái cơ chế gọi là peer-to-peer storage. Thì hai cái giải pháp mạnh nhất hiện giờ trong cái mảng storage này thì nó là IPFS và Swarm. Swarm thì là một cái dự án ở con của Ethereum thôi, nhưng mà Swarm thì hiện giờ chưa được rộng rãi lắm, chưa được ứng dụng rộng rãi lắm, mà chủ yếu là IPFS. Thì tiếp tục đến cái hình này thì các bạn có thể thấy là cái mảnh ghép liên quan đến IPFS với cả Swarm các thứ nó được kết nối vào rồi. Tức là bây giờ khi mà bạn muốn lưu bất cứ một cái dữ liệu gì của bạn ở trên coi như muốn lưu một cái dữ liệu gì đấy của bạn đi, thì bạn có thể sử dụng cái IPFS này. Thì nó sẽ được lưu trên rất nhiều nốt và sẽ không dễ dàng bị mất như kiểu là bạn lưu ở trên một cái server truyền thống. Bởi vì là dữ liệu được lưu ở trên nhiều nốt, thế là nó có thể đảm bảo được cái việc là hai cái gì nó gọi là redundancy, tức là một nốt mà bị hỏng thì dữ liệu bạn vẫn còn ở trên những nốt khác. Nhưng mà có một cái lưu ý ở đoạn này là những cái dữ liệu này ấy, thì tốt nhất nên là những cái dữ liệu mà nó không quá là quan trọng, ví dụ như không phải là tiền bạc, tức là không phải là transaction, không liên quan đến transaction, mà chỉ là những cái dữ liệu như kiểu như đơn giản như kiểu chỉ là album ảnh hoặc là một cái dữ liệu gì đấy mà nó không, tức là nó không quá ảnh hưởng, nó sẽ không liên quan gì đến cái ví của bạn cả, nó sẽ không tác động được đến cái ví của bạn, thì sẽ lưu ở trên IPFS hoặc là Swan. Thì có thể có bạn có thể hỏi là cái kiến trúc Web 3 này nó làm sao mà được gọi là decentralized nếu như mà cái code frontend của mình nó vẫn cứ được deploy ở trên một cái server truyền thống, ví dụ như là AWS chẳng hạn. Ví dụ code deploy trên AWS hoặc là code deploy lên DigitalOcean bằng thông qua một cái Nginx server, thì làm sao lúc đấy nó gọi là decentralized được? Đấy thì hoàn toàn là các bạn có thể deploy cái cả cái code frontend đấy lên cái IPFS hoặc là Swarm. Thì khi đấy những cái người muốn truy cập vào cái website của bạn thì hoàn toàn có thể truy cập thẳng, và nó sẽ lấy dữ liệu từ IPFS để cái browser của cái người dùng của cái website của bạn ấy có thể load ra được. Thì trong đây bạn có gì thể nhìn thấy kiến trúc IPFS này, lưu data ở phần này và deploy code frontend ở trên đây. Còn blockchain thì vẫn là một cục riêng nhà rồi, node provider sẽ kết nối hai cái phần này với nhau. Đấy thì trong cái hình này sẽ là kiến trúc của một cái giải pháp gần như là decentralized 100%. Tiếp theo thì còn một mảnh ghép cuối cùng nữa, đấy là query. Query dữ liệu từ blockchain về. Thì như các bạn biết thì mình hoàn toàn có thể dùng nốt gọi dữ liệu, tức là gọi các cái function read từ smart contract về, hoặc là dùng code để đọc dữ liệu trực tiếp từ cái nốt.
Nhưng mà như thế thì có một vấn đề là có những cái dữ liệu mà nó phức tạp, nó phải tính toán linh tinh lằng nhằng gì đấy. Thì nếu các bạn muốn truy xuất nhanh những dữ liệu đấy thì các bạn sẽ phải lấy dữ liệu ra xử lý rồi đưa vào lưu vào trong một cái database của riêng các bạn. Nhưng mà như thế thì nó lại xuất hiện vấn đề là không còn decentralized nữa, tức là cái dữ liệu lúc đấy nó lại là một mình bạn phải quản lý, và nếu mà hỏng cái server đấy thì nó sẽ không thể query được. Thế nên là người ta lại nghĩ ra thêm một cái giải pháp nữa để query blockchain, đấy là The Graph. Tức là cái ứng dụng này, cái giải pháp này nó sẽ làm một cái việc là nó index cái data ở trên blockchain. Index thì mình có thể hiểu giống như kiểu là Google index dữ liệu của các website, xong rồi làm và giúp và cho mình chỉ cần nhập một vài từ khóa là để có thể ra được dữ liệu đấy. Thì cái bên The Graph này thì mục đích của nó cũng tương tự như vậy. Cái The Graph này ấy, thì nó sẽ có hai phần. Phần một nửa sẽ là index dữ liệu từ blockchain, và cái nửa thứ hai ấy, nó sẽ cho phép bạn query những cái dữ liệu đã được index thông qua một cái giao thức gọi là GraphQL. Thì thay vì dùng REST API thì nó khá là khó để định nghĩa, khá là dư thừa để định nghĩa các cái endpoint để query ấy. Thì thằng GraphQL này nó chỉ có một endpoint duy nhất, để bạn muốn query cái gì thì bạn phải phải ghi cái field đấy vào. Tức là ví dụ muốn query transaction hash thì phải ghi vào trong cái query của mình là transaction hash, thì nó sẽ lấy ra cho bạn và chỉ có đúng một cái endpoint thôi. Thì hai cái thành phần đấy nó kết hợp với nhau thành, thì nó làm cho người sử dụng của cái giải pháp query này nó sử dụng cái đó khá là dễ dàng và tiện lợi. Thì các bạn có thể thấy trong hình này thì thằng The Graph này nó sẽ index dữ liệu từ blockchain, và frontend, code frontend thì sẽ query trực tiếp từ các cái nốt của The Graph. Hiện tại thì The Graph đã triển khai mô hình decentralized của họ rồi, tức là sẽ không còn một cái, sẽ không nhất thiết là phải query qua một cái máy chủ duy nhất nữa. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái giai đoạn quá độ này thì họ vẫn đang duy trì cả cái hosted service của họ và cái decentralized service. Thì nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai thì họ sẽ bỏ dần cái hosted service thôi, bởi vì họ sẽ cũng phải muốn kiếm được doanh thu từ cái giải pháp này, mà không thể nào mà cứ miễn phí mãi qua hosted service được. Thì có một cái giải pháp tương tự như The Graph ở bên Polkadot, đấy nó gọi là subquery. Ok, thì tạm thời đến đây thì các bạn mình để mình có thể tổng kết lại các thành phần trong một cái Web3 application mà gọi là thực tế, thì nó sẽ có smart contract lưu dữ liệu vào blockchain, frontend kết nối đến smart contract thông qua node provider, và khi frontend muốn gửi transaction thì sẽ phải ký qua cái wallet signer và cái ví. Nếu mà muốn lưu những cái dữ liệu mà không quá quan trọng thì có thể lưu qua IPFS swarm, thì cái này nó là storage. Còn khi muốn query một cái dữ liệu gì đấy từ blockchain về một cách đơn giản và nhanh chóng ấy, thì có thể dùng The Graph. Ok, đến phần cuối cùng mình muốn nói thì là scaling ở trong các mạng mới như kiểu là Near hay Solana ấy, thì nó cũng rất muốn giải quyết cái vấn đề scaling của Ethereum với đâu đấy tầm 15 đến 30 transaction trên một giây thì nó không đủ. Thế nên là họ sẽ muốn scale cái blockchain lên để có thể cái dApp của họ có thể phục vụ được nhiều người hơn, tốt hơn. Thì nó sẽ đây, cái phần scale thì mình sẽ để tạm vào đây. Thì giờ có hai cái hướng scale chính. Một là hướng layer 1 scale.
Thì layer one scale thì hiện giờ cái hướng tốt nhất mà mình biết thì nó là sharding. Sharding là cái hướng mà Near đang làm. Và Ethereum 2.0 bản đầy đủ cũng sẽ hướng đến việc sharding. Sharding thì cơ bản là nó sẽ tách cái blockchain đấy ra thành nhiều cái blockchain con có các cái validator khác nhau. Nhưng mà cuối cùng làm sao đấy mà một giao dịch từ cái sát này vẫn có thể được gọi là các sát kia biết và đồng thuận, thì cái cơ chế sharding này nó cũng khá là phức tạp, và nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tham gia các cái webinar hàng tuần của team. Một cái giải pháp khác đấy chính là layer 2 scaling. Thì hiện giờ có một số đơn vị mà làm cái việc này tốt nhất, thì nổi bật trong đấy là Polygon này, Optimism và Arbitrum sẽ là thuộc vào cái Optimistic Rollup. ZK Sync sẽ là một đơn vị mà họ đi theo hướng ZK Rollup. Đấy, thì các cái hướng này thì nói chung là mình hiện giờ trong cái bài này mình chỉ cung cấp một số từ khóa thôi. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, bởi vì từng cái lĩnh vực ví dụ như Optimistic Rollup hoặc là ZK Rollup nó đã cực kỳ phức tạp, và mỗi cái có thể mất, có khi phải mất đến vài cái video cũng không cũng mới có thể nói hết được, hoặc thậm chí là không nói hết được. Thì hiện giờ là cái architecture của một web3 thì nó đang cần web3 trên Ethereum, nhất là trên Ethereum, thì nó sẽ cần một cái giải pháp scaling. Và các cái giải pháp đang được dần dần được hoàn thiện, thì hy vọng là trong tương lai thì nó có thể giúp cho các cái mạng blockchain nhanh hơn và xử lý được, tức là giúp cho cái dApp của bạn hoạt động tốt hơn. Ok, xin cảm ơn mọi người. Thì cái video đầu tiên của mình đến đây là hết. Thì vì lần đầu làm video nên là nó sẽ hơi chất lượng, nó sẽ không được tốt, nói nó không được trơn tru. Thì mình sẽ cố gắng trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.